Em nhà vườn Lu Bonsai xin là kính chào toàn thể các bác, các cô chú, các anh chị và các bạn những người yêu và đam mê cây hoa trà mi. À, trong cái video ngày hôm nay thì à, em đưa các bác, các cô chú, các anh chị đến với cây hoa trà mi có cái tên đó là cây trà thập bát học sĩ. Đó, thì nói về cái cây trà thập bát học sĩ này thì à, về nguồn gốc xuất xứ của nó thì nó là một cây trà xuất xứ từ Trung Quốc. Đó, và chính xác hơn thì nó là một cái cây trà nó được xuất xứ từ cái tỉnh vân nam của trung quốc đó là cái khu vực mà nó giáp với việt nam mình ạ ngày xưa thì nó chính là cái nước đại lý đó, đó và bây giờ thì nó là cái tỉnh vân nam đó là về cái nguồn gốc của cây cái thứ hai nữa là về cái nguồn gốc của cái tên đó thì nghe cái tên thập bát học sĩ ấy, thì nó là một cây trà cái tên nó cũng rất là ngộ nó rất là hay đó thì nó cũng có cái câu chuyện mà nó có cái lý do để cho cái, cái nó mang cái tên đó ở đây cái, cái tên thập bát học sĩ thì dịch ra theo cái tiếng cái phiên âm Hán Việt mình thì nó nó gọi là cái cây trà mà là 18 bị tú tài hoặc là 18 cử nhân. Đó và tại sao nó lại được đặt tên là như vậy và tại sao người ta lại gọi nó là thập bát học sĩ là 18 cử nhân 18 tú tài? Bởi vì là uh, thứ nhất là theo cái quan điểm thứ nhất thì là cái cây trà này nó là một cái cây trà nó mang nhiều cái sắc tố hoa. Ở trên một cái cây trà nó mang đủ 18 cái mặt hoa khác nhau. Đó và nó nở nó nở và nó tàn cùng một lúc và nó đại diện cho 18 cái vị tú tài và đó là cái lý do để gọi nó là thập bát học sĩ đó là theo cái quan điểm thứ nhất đó và cái quan điểm thứ hai nó được mang tên là thập bát học sĩ bởi vì đây là một cái cây trà nó mang một cái cái mặt bông cánh xếp với nhiều cái lớp cánh xếp vào nhau nó tạo ra một cái bông hoa rất là đẹp đó và nó có 18 cái lớp cánh đó, 18 cái lớp cánh hoa xếp với nhau và tạo thành một cái bông hoa rất là đẹp như vậy và đó là cái lý do người ta gọi nó là thập bát học sĩ đó thì đó là cái nguồn gốc của cái tên cái cây trà thập bát học sĩ là nó là như vậy đó về cái đặc điểm của cây đó, thứ nhất là nó về cái thân lá thì nó là một cái cây trà và nó mang một cái bản lá khá là tròn màu xanh đậm nhìn rất là khỏe khoắn với một cái 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 lượng cành râm rất là dài và tạo ra một cái bông tán khá là tròn, tròn và sum. thì cũng rất là đẹp luôn. thì đó là về cái 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 đặc điểm về thân lá của nó. Ở cái thứ hai, về cái hoa thì nó là một cái cây trà mang cái hoa cánh xếp ở trên một cái cây thì nó có thể là nó nó có nhiều cái cái màu sắc hoa khác nhau nhưng nó sẽ có chủ đạo nó sẽ là ba cái màu, đó là một là cái màu hồng hai là cái màu đỏ và ba là cái màu trắng và trên mỗi một cái màu đó thì nó sẽ có những cái màu nó khác nhau nữa ví dụ như là cái màu trắng thì có thể là những cái màu những cái bông trà bạch bông trà trắng như nó điểm những cái kẻ màu hồng hoặc những cái kẻ màu đỏ hoặc những cái bông trà màu đỏ và nó có điểm kẻ những cái kẻ màu trắng và nó tạo ra một cái bông hoa một cái cây trà đa sắc màu rất là đẹp thì đó là là về cái đặc điểm của cái bông hoa cái thứ hai nữa là về cái cái đặc điểm về cái trồng về cái thuần của cái cây họ trà tập bát học sĩ này thì nó là một cái cây trà cũng khá là dễ thuần ở cái thứ nhất thì nó là một cái cây trà nó xuất xứ từ khu vực Vân nam nó là cái khu vực rất là giáp với phía bắc của việt nam mình và nó mang một cái khí hậu nó khá là giống một cái khí hậu của miền bắc việt nam mình thì nó nó về việt nam mình thì nó cũng uh, khá là dễ thuần uh, về cái cây trà này thì nó sẽ trồng được ở cái nhiệt độ từ 6 độ cho đến 37 độ đó uh, thì đều có thể trồng mà cây trà nó đều có thể sống được uh, thì với cái giải nhiệt độ rất là dài như vậy thì nó là một cây trà khá là dễ thuần nó vào một cái cây cũng chịu nắng khá là tốt đó uh, và cái cây trà này thì nó sẽ cho hoa tức là cái mùa nở hoa của nó vào tầm tháng 1 đến tháng 2 tức là nó sẽ rơi vào tầm tết âm lịch cho đến tháng riêng âm lịch đó, thì đó là những cái đặc điểm cơ bản của cây trà thập bát học sĩ đó, Thì cũng chia sẻ với các bác như vậy đó, Và trên màn hình của các bác thì đây là những cái cây trà thập bát học sĩ của vườn nhà em Thì đây là những cái cây trà à, tại vườn nhà em Thì hiện tại thì em có 10 cây trà thập bát học sĩ này đó, Và những cái cây này thì đều là những cái cây có cái tuổi đời là hơn 10 năm tuổi Và là những cái cây trà nguyên bản các bác nhé đó đó và nó nó cũng khá là già với cái bộ tán rất là to đó thông số cây thì cũng xin được thông báo các bác là cái vanh gốc của nó là từ 9 cho đến 13 đó nó sẽ có một cây một hai cây là vanh gốc 9 thôi đó, có năm 6, 7 cây là vanh gốc là tầm 11 12 và có một hai cây là vanh gốc 13 đó thì đó là cái thông số cây về cái vanh gốc tức là cái chu vi đường kính gốc về cái chiều cao thì cây đều đạt cái chiều cao nó tầm 1 m 15 đến 1 m hai đó và cái cái tàn cái tàn của cây tức là cái 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 tán cái tán của cái cây trà thì nó có cái chiều rộng là tầm 80 mươi phân đó thì đó là toàn bộ cái thông số của cái cây trà thập bác học sĩ này đó thì đây là những cái cây trà và em cũng có giao lưu với các bác những cây này thì em đã lên chậu và cây nó đều đang bùng đang, đang bùng diễn non cây khá là khỏe cái cây okay, rất là khỏe, rất là ok. thì bác nào muốn sưu tầm những cái cây trà thập bát học sĩ này, đó thì có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại đó là 0901789915 và cái số 901789915 này của em cũng là cái số zalo, để các bác có thể là alo trực tiếp cho em hoặc là kết bạn qua zalo cho em để nhận cái hình ảnh, cái video cái cây và cái thông số cụ thể của từng cây, và em sẽ báo giá cho các bác từng cây, giá nó cũng sẽ rất là đẹp thôi, giá nó 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 so với với cái cây trà việt mình thì giá nó cũng êm hơn rất là nhiều, đó thì cái video của em hôm nay thì em cũng xin được kết thúc tại đây. À, xin được chân thành cảm ơn và toàn thể các bác các cô chú các anh chị và các bạn qua cái video theo dõi và hãy ủng hộ em bằng một cái nút đăng ký kênh các bác nhé à.